2456 lên. Xin chào các bạn. Bữa trước thì mình đã làm về cái clip về giới thiệu về Audio Technica rồi. Hôm nay mình sẽ thử cho các bạn nguyên bộ âm thanh luôn. Nó bao gồm là loa Opera 15 của thương hiệu DB Technology. Cái thương hiệu này thì mình cũng đã làm clip về nói về nó rồi. Tiếng rất đẹp, rất nét. Mình chỉ dùng với Mixer Analog Mackie ở đây. Rồi, Mixer Analog Mackie. Thì Mixer này nó sẽ không có effect. Mình sẽ dùng effect rời. Mình dùng con effect ạc, thương hiệu của ạc. Các bạn nào thì cho dù con, ví dụ như Mixer mà không có effect đó, mình dùng con effect nào cũng được, miễn sao nó phù hợp với vấn đề ca hát và cái gu âm nhạc của mình là được. Thì như clip trước thì không hẳn là mình muốn test sao về cây Miro này, nhưng mà thật ra là dầu gì cũng test thử cho các bạn tham khảo. Ở cái phân khúc chuyên nghiệp như là clip trước mình đã chia sẻ rồi, thì nhiều khi cái tính chất chuyên nghiệp nó còn nhiều hơn những cái vấn đề gì á mình mô tả bằng lời. Có nghĩa là mình sẽ nó cộng với kỹ thuật, cộng với tính chất sound man, gu âm nhạc, kỹ thuật điêu luyện của ca sĩ, vân vân vân, và rất là nhiều thứ để lựa chọn ra một cái thiết bị mà phù hợp. Đây, thì dầu gì mình cũng sẽ thử các bạn ha. Ta đưa người đi, đường về tình chia hai lối, đôi tim nhớ một người. Ta từ đêm ấy đêm cuối, rồi xa mãi, biết đến nay đã xa bên nào. Tìm nhau trong cõi mơ, buồn về nghe xa vắng ai căng khắc lòng nào. Ta nhìn phim sao, ta buồn thương ta khóc. Nước mắt ta trong hồn từ góc chưa u mà hồn đã say cứng. Em đi xa phước sao đã mơ hồ, trước mắt không thấy cánh chia tờ không xa xưa và trong trời đi vòng cũ xanh ngang mà tình đã tan tâm để vì yêu hơn ta vỡ. Một chiều nào mỗi cánh chim nhớ nắng xưa cũ thương chốn xưa chiều. Xin chào các bạn, đó là bài thử của cái loa DB Technology Opera 15 phối hợp với cây Audio Technica và Mixer Analog. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.